Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ nha. Ở video này thì Khải soi đồ BH Đức Ngáo cho anh em xem. Thì ở video trước thì Khải có soi đồ BH Đức Ngáo. Đức Ngáo đó là ban chủ Hồng Môn nè. Ở tầm này thì anh ta đánh lên top Tông Kim, vừa rồi là được top 4 nè. Vừa rồi được top 4 Tông Kim dưới Khải thôi. Vừa rồi Khải top 3 mà Khải bị nhảy thành là nó mất rồi. Đây cho anh em xem. 6 triệu cây đó. Đồ cái này tầm set đồ á. Đây cho anh em xem nha. 6 triệu á, đủ cái cây kiếm của ông Antena lúc này 6 triệu vãi liền. Quá chất anh em, hàng nô một ấy. Rồi cái ngọc bội đẹp này, ngọc bội Newton cực phẩm. Ngọc bội Newton cực phẩm 25 vãi liền. Cái ngọc bội này khá không biết bao nhiêu tiền nhưng mà hiện tại rồi hàng độc server anh em. Hàng độc server ấy. Rồi tiếp đến cái vũ khí rồi. Khí khăn lôi 28, sinh lực 86. Ui, chắc nhờ. Nón khăn lôi 30, nội lực 80. Hiện tại đi hai món khăn lôi khá là đẹp rồi, 28 hay 30. Gia truyền kháng cả 12 17. Ui. Tiếp đến thì cái áo 40 17. Bao tay 40 làm chậm. Đai lưng kháng băng 25. Nhận kháng băng 19. Sinh lực nguồn lực. Nhận chân kháng lôi 30. What the hell. Nói chung sẽ đồ này quá đẹp. Dây gây. Ui. Sẽ đồ này kháng lôi chắc 75+2 đó nè. Kháng lôi 75+2 và được làm chậm 40 nè. Làm chậm 40 là kháng băng khá là cao ấy. 540 từ bao tay nè. Đó, còn lại là mắt khăn lôi nè, không có chón luôn nha nè. Mắt khăn lôi. Em còn xem sơ qua nè. Và hai món cân banh. Một món thủ lý từ ngọc bội Newton. Và ông này cũng đang kỹ năng cũng có cộng 2 cấp nè. Kỹ năng cũng có cộng 2 cấp nha nè. Từ phi phong với lại cái chống phá trên cái nhất kỳ trên đầu. Trong set đồ này Khải tổng quan qua set đồ này kháng lôi khá là cao. 30 này, 28 này, 30 này. 30 này. Rồi cái này 17 này. Cái này 29 nữa này. Trời ơi kháng lôi khá cao. Đợt này phải kháng lôi 75+2 đó nè. Lượng kháng banh cũng khá đẹp luôn. 25 này. Sinh lực luôn. Nhẫn này. Nói chung kháng banh khá đẹp. Phòng thủ khá ok. Nói chung Thúy Yên này quá trâu anh em à. Tầm này hàng về đi tốt là chắc là bữa đi tốt Tông Kim khá nhiều nha nè. Hôm trước thì Khải có soi đồ nhưng mà soi đồ kiểu là ban chủ thôi. Không có đờ cặp gì cái Tông Kim nhiều. Tầm này ông này tầm này quá khỏe rồi nè. Ban chủ Long ôi đang xếp hạng top 1 server luôn nha anh em. Đó. Ban chủ Hồng Môn. Quá đẹp. Rồi, nói chung thì anh em xem video thì đừng quên ủng hộ một like chia sẻ cho nha anh em. Để Khải đi sang bot anh em ơi. Rồi. Đâu đây? Đường môn. Ok, lấy cái phi phong anh. Biết lần kịp đường môn này. Soi đồ cái này hơi nhiều quá. Đây, lách bỏ vô nè. Rồi, mua máu. Đường môn. Ngay đầu cổng này, đường phía này đi. Đường môn. Kiếm con mạnh thường lương cơ. Nó đang cần phi yến kìa. Bọn nó ra bọn nó đeo thấy.